Em và Trang dạo này thế nào? Vẫn thế. Con bé chưa thực sự đón nhận tôi như một người mẹ. Cũng đúng thôi. Chuyện tình cảm là phải bù đắp dần dần, không thể vội vàng được. À, hôm nay em mời anh đi ăn, chắc là có việc gì hả? Anh có biết thời điểm cụ thể Nhật Mai trở về không? Chắc là trong năm nay. Thi thoảng vẫn thấy chủ tịch nhắc suốt. Vậy là thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi. Có lẽ tôi sẽ về hưu sớm trong năm nay. Anh nghĩ nếu em muốn dọn đường cho Trang, tốt nhất không nên để chủ tịch biết mối quan hệ thực chất giữa hai người. Ý anh là nếu Trang muốn được lòng chủ tịch thì tôi càng phải gây mâu thuẫn với Trang thì càng tốt. Chị sửa lại phần này giúp em nhé. Kiểm tra kỹ các số liệu mà cố gắng là hoàn thành cho em trong ngày hôm nay. Rồi, làm luôn. Em ra tờ báo đốc ạ. Cô Trang. Cô ạ. Lát lên phòng tôi gặp nhé. Tôi muốn cô giải trình một số vấn đề. Dạ. Này này, này. Hôm nay sếp tổng sao nhỉ? Hôm trước là mùa xuân ấm áp, còn hôm nay gió mùa đông bắc lại ập về rồi. Không phải việc của cậu. Mọi người làm việc đi. Nhặt cái bánh tráng. Bánh tráng hơi dày. Cháu tới rồi ạ. Cô cần cháu giải trình việc gì ạ? Con ngồi đi. Dạ. Sắp tới có lẽ mẹ sẽ phải nhiều lần o ép con trước tập thể, thậm chí gây xung đột, hoặc hơn nữa. Con chịu được chứ? Mẹ cần phải tỏ ra vô lý đến mức để có cớ rời khỏi Hoàng Kim thật sớm. Có như vậy thì vị trí của con mới có thể vững vàng hơn. Vì thế mẹ muốn xin lỗi con trước. Dạ, chắc là không cần đâu ạ. Cháu nghĩ là cháu vẫn có thể tự làm tốt công việc của mình. Cháu không cần ai phải hy sinh hay dọn đường cho cháu đâu ạ. Hay mẹ qua nhà con để mẹ con mình bàn bạc kỹ hơn nhé. Hay con qua nhà mẹ được không? Dạ, chắc là không cần đâu ạ. Cháu xin phép.